lời Chúa theo Thánh Gioan chương 12 từ câu 1 đến câu 11. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Martha lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ đã nộp người liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải vì Đức Giêsu, nhưng còn để thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu khen Maria vì cô đã dám phục vụ đơn giản bởi lòng yêu quý thầy. Maria không tiếc tiền mua thuốc thơm cam tùng hảo hạng để xức chân Chúa, là hành động báo trước việc thầy sẽ chịu khổ nạn và chịu mai táng. Trong khi đó, Giuđa lấy danh nghĩa thay vì tốn nhiêu đó tiền mua thuốc thơm để xức cho chân Chúa, hãy dành phục vụ người nghèo. Lý do xem ra rất ngay chính, nhưng ma quỷ thường xúi dục người ta chạy theo sự thật nửa vời. Trong lòng Giuđa cuối cùng cũng nhằm quy hướng về tiền bạc, miễn sao túi tiền mình đầy lên là được. Là người cùng ăn cùng uống, lại cùng đồng môn với nhau, Thánh sử Gioan hiểu rõ bạn mình. Ngài cho biết vì Giuđa là tên trộm cắp, lại được giữ tiền nên xén bớt các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Suy gẫm bài đọc hôm nay trong bối cảnh của tuần thánh, tuần quan trọng cử hành mầu nhiệm khổ nạn, chịu chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng ta được mời gọi nhìn về thái độ dấn thân của mình trong công việc chung. Liệu tôi có phục vụ anh chị em vì đáp lại tình thương của Chúa dành cho tôi hay không? Tôi phục vụ mà lại nhắm tới những lợi lộc riêng tư cho bản thân mình. Tôi có dùng những sự thật để làm phương tiện cho mục đích không tốt của tôi không? Luân lý học cho biết, mục đích xấu, cho dù dùng phương tiện tốt để hành động, cũng không làm cho mục đích ấy trở nên tốt hơn được. Lạy Chúa, xin cho chúng con đến với Chúa và đến với anh chị em bằng một con tim chân thành. Đừng bao giờ toan tính phần lợi về mình. Có được như thế, chúng con mới có thể phục vụ Chúa và giáo hội hết mình. Amen.